thủy điện bản tính nha mọi người nha, đắp nước như là nước cạn hết rồi. Đây quay lúc nó thả nước nhưng mà cạn hết rồi, còn một tí nữa thôi. Trời Hà Giang sáng, núi Hà Giang rặng. Đây mọi người nhìn thấy cá nó liệng không? Kìa, cá liệng liệng trắng trắng hết. Cái cá zoom về nó mở quá, những thứ ruộng hoa tam giác mạnh trái bắt được mong trên cao có cái gì mà bắt đâu ngao chân người xa chào nhé chào lời hoa trắng hồng những sắc hoa tươi đẹp như màu da người con gái Hà Giang quê ta yêu thương đến vô ngần nhớ về năm xưa nghèo đói bàn làng quê ấm cúng muốn xem nó xả nước nhưng mà chắc phải đến gần tối nó mới xả. Cơn đói dần qua tam giác mạnh nơi tam giác mạnh hoa lam đẹp núi rừng vùng cao hoa lam say lòng người về đây hoa lam lên nó ấm Hà Giang quê hương xem cái cần cầu này vận hành nhá. Chén rượu nồng từ hoa muốn ngắm mãi bát ngàn ruộng hoa tam giác mạnh rừng hoa tam giác mạnh nơi Hà Giang đẹp tươi em đang lái cầu ấy từng tí rồi nhé. Đây cho mọi người khám phá biển nhé. Chào nhé, chào lại hoa trắng hồng những sắc hoa tươi đẹp như màu da người con gái Hà Giang quê ta. Nhớ về năm xưa nghèo đói bản làng muôn ấm u bóng muôn từ hôm đã mọc lên bình dị loài cây này đây bà con ơi cơn đói dần qua tam giác mạnh nơi tam giác mạnh hoa lam đẹp xả nước nhưng mà hoa lam say lòng người về đây hoa lam lên nó Hà Giang quê hương ơi cạn chén rượu nồng từ hoa muốn ngắm mãi bát ngàn ruộng hoa tam giác mạnh rừng hoa tam giác mạnh nơi Hà Giang đẹp tươi lòng thêm mến yêu rừng hoa tam giác mạnh nơi Hà Giang đẹp tươi lòng thêm mến yêu Hà Giang quê hương có thợ lặn luôn nhá zoom cho mọi người xem thợ lặn này thôi không nhìn thấy ông thợ lặn đang lặn xuống vớt cái gì ấy. Ui, hai ông có hai ông lặn này hai thấy. Ông thợ lặn này đấy. Thấy không ừ. Nghề của người ta vất vả gì nghề bố con vất vả mông to
xả mà xả ba cửa kia nước chảy kinh lắm. Ôi. Cái gì? Cái gì? Nhìn cái cổng lên kia to chưa? Ừ. Rõ to quá. Mày quay. Có một cái máy cầu rất là to này. Cái máy cầu này đặt đây để bảo trì bảo dưỡng, không tháo này. Bảo vệ có mở cửa bên kia kìa, có đóng cửa đâu, nên không được vào đâu con ạ. Công trường người ta đang làm việc không vào được. Các công nhân đang làm việc không được vào đâu. Và nữa đồ dùng vật dụng đã rơi xuống. Bắt đầu. Lái cầu lên. Đâu? Không biết cây. Cây này nhìn lá như lá cần sa. Người xem dòng sông này. Đấy, dòng sông bây giờ còn một tí tí nước thôi nhé. Rất ít nước luôn. Sợi. Xả nước ở trên kia xuống, nó lao phóng xuống sâu lắm. Cái gì? Mà chú thích thì các chú xuống, làm hết việc thì các chú xuống. Đi cho con tắm ở đây nhá. Con dám xuống đây tắm không? Nhảy xuống đây tắm nhá. 7 giờ mới xả nước, có lẽ là bố con tôi không chờ được. Bây giờ là sẽ đi lòng vòng vào khu nhà máy thủy điện nhé. Họ đang làm thì chắc không được vào chơi đâu, nhưng mà mình đi lòng vòng đi qua đường nhé. Tôi sẽ dẫn các bạn đi lòng vòng qua đường nha. Rồi. Kia có chú bảo vệ đấy các bạn ơi. Đây cần cầu. Cầu to, cao dã man. Cần cầu xây dựng. Rồi đi lên trên này tí đi. Đây là khu phát điện nha mọi người nha. Xem mà cái dây điện 3 giây rồi. 3 giây. Phát điện. Trên đập đây nha mọi người nha. Đây là bên trên đập này. Đây là xây thẳng. Cái đập xây thẳng tắp luôn này.
ghi số mình nhớ được chứ. Hôm nay họ không xả nước nha mọi người nha, chỉ xả nước chạy máy thôi. Sau vậy là mình không quay được cái đoạn xả nước rồi. Thôi. Đi đâu? Bậc thang này á? Đi. Tí con sao xuống nè. Lên trên thang trên này không? Lên trên này quay tí. Con đứng dưới kia nha. Không được nghịch nha. Không được linh tinh nha. Không được nghịch linh tinh đấy. Nghe chưa? Chờ bố một tí nha. Rồi mình lên đây. Trèo lên trên này mình quay toàn cảnh cho mọi người xem nhá. Ui cầu thang đi cao lắm. Ơi. À. Ở đây có hơi về nước. Đây là nước chứa nước lọc ấy. Để khỏi nó rác, riếc nó đứng đây. Cái gì? Cái gì? Ui, cao quá. Trèo lên đây rồi. Còn lên nữa nhưng mà thôi không lên nữa. Sợ ông con nó đi chơi linh tinh này. Còn mấy bậc nữa cơ. Cao lắm. Đây là họ phun bê tông nha mọi người nhé. Mặt này phun bằng bê tông hết rồi. Để chống sạt lở. Phun hai bên. Ơi! Đã chín đâu mà ăn? Đây. Trên này khá là cao. Đấy, trên kia là đầu nguồn nhỉ. Bên đây họ có một cái chắn rác. Họ phải làm mới hệ thống chắn rác nha mọi người nhé. Họ làm hệ thống chắn rác để khỏi rác trôi xuống đây. Gì? Toàn cảnh thủy điện này. Đấy, trên này ba cái dây, bốn dây nhỉ, bốn đường dây kéo lên trên này. Em đi xuống Na Hang để ra hỏa điện. Kéo lên đây và có các cột đưa dây điện đi xuống Na Hang để hòa mạng lưới điện quốc gia. Xin giới thiệu mọi người đây là toàn cảnh thủy điện Bản Tính Bắc Mê nhé. Điện thác Bản Tính. Xuống và mình đi qua cái đập này nhá. Qua đập. Nên đi vào đây chơi xem nào. Xem một tí. Chú bảo vệ. Ê ơi. Dây để người ta đóng mở nước nha mọi người nhé. Đây đây nhà máy phát điện ở dưới này. Nên là công trường người ta không làm vào quay.
công trường người ta đang làm nên là mình không vào quay được. Và những đồ dùng vật dụng rơi vào đầu người ta không chịu trách nhiệm, rất là sợ, rất là nguy hiểm. Đây, cái máy tời để xả nước đây này, móc vào đặt tời cho mọi người xem nhé. Xem cái máy tời khủng, quá khủng luôn. Đường điện nó to đùng này. Cái gì? Con đi đâu con lại đi theo bố, là bố bố mà đi trốn con sẽ đánh mày chọc đi bố. Trốn này, trốn thế nào đây. Nhìn hai quạt móc tời dã man này. Lái hai cái móc kia về nó móc vào đây này, chốt vào đây này. Wow, chốt đây họ xả véo. Xả nước ở dưới này. Nào con không nghịch nha. À, cái này cái chắn rác, cái chắn rác to nhỉ. Lấy hai cái móc này và móc vào hai lỗ này. Đấy, lỗ kia nữa. Đấy, hạ xuống. Nhấc lên hạ xuống này. Đây, có rất nhiều khoang. Con không nghịch nha, đi theo bố nha. Sao nước lạnh mà lạnh nhỉ? Bố ra dưới này toàn là nước bẩn đấy. Nước nó đọng này lâu. Đây, dây cáp này, cáp để xả nước này, kinh khủng không? Kinh như mà kinh. Bao nhiêu dây cáp này? 12 dây cáp. Bố ơi. 12 dây cáp để kéo một cái. Bố ơi. Một bên để kéo cái chắn nước này, kéo lên cái là nước chảy ầm ầm luôn đó. Cái gì con? Sao giờ nào vẫn chưa xả? Bây giờ ít nước họ không xả đâu. Mùa này ít nước họ không xả nhé. Ui, cao quá. Ui, bây giờ nhìn cao. Nó phải tương đương một cái nhà 5 tầng nhé mọi người nhé. Cao quá. Ôi, ôi. Lên kia nhảy xuống đây với phê này. Trên trên này nó được 4 tầng rồi. Ôi, nhảy từ trên này xuống nước là buffet. Ở đây nhiều rác đấy. Ui, 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 nhiều củi đấy. Bao nhiêu củi này? Trôi xuống đây đây. Nước chặt kín như thế này các bạn. Thành cáp treo, cáp mô tô để kéo nước, kéo cái tấm to trắng. Sản nước sợ lắm. Mùa hè họ mới sản nước.
xả nước lắm. Ra đây mình xem. Bên này nước khá chẳng là trong này. Bên kia có rác thôi. Rồi xem cát nó kéo chấm chấm nước này. Ôi! Ừ. Chấm nước này muốn lúc có nhiều nước là người ta xả lũ ấy, là xả nhấc lên, nhấc cái miếng này lên, kéo miếng này lên, nước chảy kinh khủng luôn đấy. Đâu? Bên này không có rác đâu mà. Đây là có nước này. Bên này nước sạch. Mỗi cái ô kia có nhiều rác thôi. Là con không đứng ra đấy đâu. Ơi. Con mà tuột chân xuống đây thì thôi. Con mà tuột xuống đấy thì cho con xuống dưới đấy luôn đấy. Có ba khoang chắn nước nha mọi người nha. Đây là các cái khoang chắn nước này. Bây giờ kéo cái tấm này lên là nước nó chảy bình lắm rồi. Nào con không đứng ra đấy đâu. Sâu rồi, vẫn có nước nó dò ra kìa. Đập nước nó vẫn dò ra kìa. Xi măng đông cứng mà vẫn dò ra. Bê tông rất là dày. Ra đây. Cần bảo vệ bê tông dày này mà nó vẫn không kín. Let's go.
em lại đây nhé. Các bạn cũng xem thấy hay like và chia sẻ trên kênh của mình cho mọi người nhé. Về thôi, phải đi qua đập luôn. Nước thì nhìn kinh khủng luôn. Cần cầu to.